Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, laptop, iPad rồi nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua thẻ tín dụng nha. Anh em nào có nhu cầu trả góp thì cứ qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp nha. Không bao nợ xấu và không làm online nha mọi người. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng có hình thức là chip nhanh nha. Trong vòng 1 tiếng là mọi người có thể nhận được máy rồi. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 0608748. Hai số này mình đều xài Zalo nha. Mọi người có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là fanpage để xem hình ảnh chi tiết máy trước khi mua nha. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại ship core đi toàn quốc luôn nha mọi người. Thì đầu tiên hôm nay mình cũng có về được một số máy mới để giới thiệu tất cả mọi người nha. iPhone 13 nha, 128GB pin 88 nha. Máy thì nguyên zin, ngoại hình đẹp nha mọi người. Chỉ với giá là 12 triệu 2 thôi. Hôm nay mình về lại cái Realme nha. Con này là con Realme X2 Pro nha, RAM 6 bộ nhớ trong 100 bộ nhớ trong 64, chip 855 lút nha. Con này viền nó cũng có hơi cắn 500 nha mọi người. X2 Pro màn hình OLED, camera đẹp pin trâu nha. X2 Pro này thì giá bán của bên mình là 2.950.000 nha. 2.950.000 thôi. Samsung Galaxy A23 RAM là 6 của nhớ trong 128 nha, A23. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha mọi người, A23 RAM 6 128GB. Galaxy S21 Ultra 5G bản Mỹ nha. Bản Mỹ RAM là 12 bộ nhớ 128 nha. Bản Mỹ thì nó sẽ thấp hơn bản hàng thì 256GB. Bản Mỹ chỉ có 128 thôi. Một SIM nha. Một SIM bản quốc tế. Ngoại hình còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. 8 triệu 3 nha, 8 triệu 3. S21 Ultra. Camera còn nó dùng lên 100x luôn. VinMax ROG 4 nha, pin 5000, chip 665. Rồi 4. Con này là RAM là 3GB, RAM 3GB. Ngoại hình thì còn đẹp lay new luôn nha. Những cái này là hàng ở hãng nó thanh lý ra nha mọi người. Hôm nay mình bán cho mọi người với giá là 1.850.000 thôi. Máy đẹp như mới nha. Như máy mới luôn. Mấy con này hãng thanh lý ra chưa xài luôn. Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Note 9 Pro hàng chính hãng bản 4G nha. Con này chạy chip Snapdragon là 720 9 Pro nè. RAM là 6 bộ nhớ trong 64, còn 9 Pro nó khác, nó 9S là camera nha, camera con này thì 64 chấm nha. Giá bán của bên mình là 2.850.000 nha, nó 9 Pro 2.850.000, camera 64 chấm, màn hình Full HD, pin con này khá là khỏe luôn, pin hơn 5.000 luôn nha. VinMax Aris Pro, một con máy camera ẩn dưới màn hình nha, ẩn dưới màn hình, RAM 8 bộ nhớ trong là bộ nhớ trong con này là 128GB. Đây, bộ nhớ trong 128GB nha. Camera trước ẩn dưới màn hình luôn. Màn hình OLED nha, ngoại hình đẹp lay new luôn. Những cái này là hãng nó thanh lý ra nha. Giá bán của bên mình là 2.850.000 thôi, Aris Pro. Xiaomi Redmi K40 Gaming. Một con máy chuyên game nha. Con này chạy chip Dimensity là 1200 nha, bộ nhớ trong 256GB luôn, RAM 12GB. Cái bản này là bản rất là cao nha, bằng mắt của hình luôn. RAM 12 256 nha, ngoại hình đẹp ken 99 luôn. Giá bán của bên mình cây này sẽ là 5 triệu nha, K40 Gaming, bản cao nhất. iPhone 11 Pro Max 64GB. 64GB nha.
bằng Mỹ nha. Pin còn 86 nha, pin 86 màu gray, zin đẹp nha mọi người, còn khá là zin đẹp. Giá bán của bên mình là 8 triệu 9 nha, 11 Pro Max 8 triệu 9. Redmi K60E nha, con này bản 256 GB luôn, RAM 8 GB, K60E. Khá đẹp nha mọi người, khá đẹp. K60E này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 950 nghìn nha, K60E. Con này rất là mượt nha mọi người. Màn hình đẹp nữa. Bản 256 GB nha. Samsung A73 5G. RAM 8 GB, nhớ trong là 128 GB nha, A73 5G, ngoại hình đẹp keng. A73 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi A73 5G. VinMax Choice 4 tiếp nha. Những cái này là những cái hàng hãng nó thanh lý ra nha mọi người, nên là máy như mới luôn, chưa có sử dụng nữa. Coi RAM nó bao nhiêu GB. Con này RAM 3 GB tiếp nha, RAM 3 GB, 1 triệu 850 nghìn thôi, soi bố. Được bảo hành 3 tháng nha, những cái đó mình cũng có hành hãng luôn. iPhone 10, iPhone 13. Chạy nhẹ nha, có cắn nhẹ xíu sườn nè. Con 13 nha. 12 triệu 2 luôn. Hàng Việt Nam nha, 128 GB, còn này hình như pin là còn 88 nha. Pin 89 nha, iPhone 13. Tiếp theo là có thêm pin mắt soi 4 nữa nha, soi 4. Line 4 nha, giờ có thêm Line 4 nữa. Line 4 thì chạy chip 675 nha mọi người. Những cái này thì hôm nay mình sẽ thanh lý rẻ cho mọi người bớt. Những cái này là hàng của hãng thanh lý ra nha, hãng thanh lý ra. Máy thì như mới mới luôn, con này RAM 6 GB, Line 4 nha, RAM 6 GB, ngoại hình đẹp keng luôn. Keng 99 nha. Line 4 này thì giá bán của bên mình là 2 triệu 150 nghìn, RAM 6 GB nha. Có hai màu, màu xanh nữa nè. Khá đẹp nha. Những cái này thì nó chưa sử dụng nha, hãng nó thanh lý ra. Những lô hàng tồn kho nó còn nó thanh lý ra nha mọi người. Chip 675, pin 5000, camera là 48 chấm. Màn hình là Full HD nha, RAM 6 GB, chỉ với giá là 2150 thôi. VinMax Iris cũng đẹp như lay new như mới hết nha. Những cái này là máy chưa sử dụng. Iris này thì RAM 6 GB nha, RAM 6 GB. Bộ nhớ trong là 64 GB, chip 730, màn hình OLED nha, Iris này. Camera là 64 chấm nha. Iris này thì giá bán của bên mình sẽ RAM 6 GB sẽ là 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7 thôi. Samsung Note 20 Ultra một SIM nha. Note 20 Ultra 5G một SIM. RAM 12 256 bản hàng nha mọi người. Con này màn hình lưu ảnh nhẹ thôi, xíu à. Giá bán của bên mình chỉ có 7 triệu 350 nghìn thôi nha, 7350. Máy tính bảng Huawei nha, Tab M2, RAM 2 bình trong 16, chỉ 1 triệu thôi. Con này là loa hai Harman Kardon luôn nè, loa rất là hay nha. Màn hình con này tầm cỡ 10 inch nha, màn hình khá to luôn. RAM 2 bình 16. Note 20 Ultra 5G 2 SIM, RAM 12, nó có sọc một đường ở giữa này. Một đường nhỏ thôi, chỉ với giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi, hôm nay có cây thanh lý luôn. Samsung Galaxy A53 5G nha, hôm nay về thêm được vài cây nữa nha. Còn bảo hành 11 tháng chính hãng nha mọi người. Thay vì mình mua máy mới thì mình mua con này mình tiết kiệm được cũng được khá khá nha. Bên mình bán con này chỉ với giá là 4 triệu 850 nghìn nha. A53 5G còn bảo hành tới ngày 5 tháng 9 2020.
Tư nha, màn khá là dài luôn. Ngoại hình thì còn rất là đẹp luôn, không một trầy xước gì hết nha. Màn hình con này là màn hình OLED, pin 5000. RAM sẽ là 8 GB, nguồn nhớ trong 128 GB nha. Màn hình tần số quét 120 Hz nha mọi người. A53 5G, 4.850.000. Bảo hành chính hãng 11 tháng nha. Samsung A90 5G, RAM 6 128, màn hình 97. Con này chạy chip 855 nha, viền nó hơi trầy nè. Viền hơi trầy nha. A90 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 2.750.000 thôi, khá rẻ nha, 2.750. Đây có một cây Xiaomi Mi 10S khá đẹp luôn, màu khá đẹp. Có tiếng Việt rồi nha. Con này thì RAM 8 256 GB, chip 870, camera con này khá đẹp luôn, loa là loa 2 Mercadon nha, loa nghe cực kỳ hay. Camera đẹp bên trong. Camera 108 chấm nha. Mi 10S này giá bán của bên mình là 4.850.000 nha. Hôm nay thì mình về được Samsung Galaxy S20 cộng bản hàng nha. S20 cộng bản hàng ra 12.256, ngoại hình đẹp nha, màu trắng, ngoại hình đẹp. S20 20 cộng này thì giá bán là 4.850.000 thôi nha. S20 cộng 4850. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 3.850.000 nha. RAM sẽ là 8 GB. Màn hình OLED nha, camera 108 chấm nha. Note 11 Pro. S20 Plus 5G thì hôm nay về được cũng được mấy màu nha. Đây, màu xanh nữa, màu xanh nữa nha. Màn hình khá đẹp nha, bản RAM 12 GB, 8 GB cộng nha. Về được 3 màu. Màu xanh, màu gray và màu trắng nha. Samsung M53 5G nha, RAM 8 256, con này lưng hơi trầy. Hơi xấu xíu nha. Giá bán là 4 triệu rưỡi nha mọi người, M53 5G, 4 triệu rưỡi thôi. M33 5G 3 triệu rưỡi nha, 3 triệu rưỡi hơi trầy xíu. Con này bản RAM 8 GB luôn nha, bản RAM 8 GB. Con này là con Realme Q5 5G nha, phiên bản mát cấu hình này, RAM lên đến 12 GB, chạy chip 695 nha. Q5 5G này hôm nay bên mình bán với giá là 3.950.000 nha. 3.950.000 thôi. Và tiếp theo là Oppo Reno 6Z. Con này máy hơi trầy cái lưng. 2.950.000 nha, khá rẻ nha, Reno 6Z. M33 5G, RAM 6 128, máy đẹp keng luôn, 3.600.000 nha. Đẹp keng. S20 FE bản 1 SIM sách tay Canada nha, tiếng Việt thì nó chỉ có được tầm 60% thôi, 3.950.000 nha, chạy con chip rất là mạnh 865. Z Flip 4 máy đẹp lay new nha, Z Flip 4 máy đẹp lay new, hàng chính hãng 34 tháng 8 2024 luôn, bản khá là dài nha, rất là dài. Hôm nay mình giảm còn 9 triệu 2 nha. Z Flip 4 256 GB, hàng chính hãng nha. Và mình có bản 128 GB, máy thì cũng đẹp lay new luôn. Những cái này thì máy còn mình tuyển chọn rất là kỹ nha, máy khá keng, giá bán là 8 triệu 7 nha, 8 triệu 7 thôi. Z Flip 4 128 GB, 8 triệu 7 nha. Đây, màu tím nữa nè, đẹp keng. Hiện tại thì mình đang có màu 3 màu, màu kem, màu tím và màu màu đen nữa nha, màu đen. Oppo N2. N2 màn hình nó khá là to nha. N2. Màu này là màu tím nha mọi người. Màu tím. Chạy chip Dimensity là 9000 cộng nha, màn hình 6.8, pin thì 4300, RAM là 8, bộ nhớ trong là 256 GB. Con này có con NPU nhiếp ảnh nè, nó hỗ trợ chụp hình rất là đẹp luôn nha. Camera chính là 50 chấm, camera trước là 32 chấm luôn. Đây, camera chụp hình khá đẹp luôn nha mọi người. Oppo N2
khá đẹp nha, GN99. Giá bán của bên mình là 10 triệu 950 nghìn nha, N2 10 triệu 950 nghìn thôi. Oppo Reno 10 Pro. Oppo Reno 10 5G nha. RAM sẽ là 8 bộ nhớ 256, chip Dimensity là 7050, màn hình 6.7 nha. Camera chính lên đến 64 chấm luôn, màn hình công máy khá đẹp nha, đẹp keng. 7 triệu 350 nghìn nha, 7350. Oppo Reno 8Z 5G, RAM 8256, chip 695 5G nha. Ngoài hình tổng thể đẹp 98 nha, đẹp 98. 8Z 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 850 nghìn nha, 4850. iPhone 12 64GB, hàng Việt Nam nha, ngoại hình còn khá đẹp luôn. Ngoại hình khá đẹp, pin 88 nha mọi người. Màu này màu trắng. Màu trắng nha, giá bán là 8 triệu 650 nghìn. Tiếp theo là mình có một iPhone XS nha. XS này thì 256GB, giá bán của bên mình là 5 triệu 7 nha, 5 triệu 7, 256GB. Ngoại hình đẹp keng nha, pin 92 luôn, pin cao nha, ngoại hình đẹp. iPhone 11 iPhone 11 nha, 64GB, bản 2 SIM nè, bản này là bản 2 SIM vật lý luôn. Pin 100 luôn, máy thì còn khá đẹp, pin cao. 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8. Samsung A53 5G. A53 5G, bản RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB luôn, 256GB, chạy nhẹ nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu 850 nghìn nha, 4 triệu 850 nghìn. Samsung Galaxy A23 RAM 6GB nha, A23 RAM 6GB, giá bán là 3 triệu nha, ngoại hình đẹp. LG V60 ThinQ nha, ngoại hình đẹp, phiên bản Mỹ, V60 ThinQ, đẹp keng luôn, đẹp keng luôn nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 450 nghìn nha, 3 triệu 450 nghìn. Samsung, con này siêu hiếm luôn nè, con này mới mua được lần đầu tiên luôn. M34 5G nha. RAM sẽ là 8 bộ nhớ trong 128GB, M34 5G, ngoại hình đẹp. Mặt lưng là còn dán nha mọi người, con này mặt lưng còn dán. Màn hình con này chắc là màn hình OLED nha, hàng chính hãng. M34 5G này giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu nha, 5 triệu. Samsung Galaxy Z Fold 4 nha. Z Fold 4 hàng chính hãng, 2 SIM. Con này sẽ là RAM 12, bộ nhớ 256GB, chip 8 cộng Gen 1 nha. Fold 4. Ngoại hình thì đẹp keng, đây new luôn nha, đây new luôn. Màu này là màu xám nha, màu xám nè. Fold 4. Fold 4 này thì giá bán của bên mình sẽ là 16 triệu rưỡi nha, 16 triệu rưỡi, hàng chính hãng hôm nay giá nó cực kỳ tốt rồi nha. Z Fold 4. Oppo N2 màn hình nó khá là to nha. N2 màu này là màu tím nha mọi người, màu tím. Chạy chip Dimensity là 9000 cộng nha, màn hình 6.8, pin thì 4300, RAM là 8, bộ nhớ trong là 256GB. Con này có con NPU nhiếp ảnh nè, nó hỗ trợ chụp hình rất là đẹp luôn nha. Camera chính là 50 chấm, camera trước là 32 chấm luôn.
Hey, camera chụp hình khá đẹp luôn nha mọi người. Oppo N2 khá đẹp nha, P99. Giá bán của bên mình là 10 triệu 950 nghìn nha, N2 10 triệu 950 nghìn thôi. Oppo Reno 10 Pro. Oppo Reno 10 5G nha. RAM sẽ là 8 bộ nhớ 256, chip Dimensity là 7050, màn hình 6.7 nha. Camera chính lên đến 64 chấm luôn, màn hình cong máy khá đẹp nha, đẹp keng. 7 triệu 350 nghìn nha, 7350. Oppo Reno 8Z 5G. 8Z 5G, RAM 8 256, chip 695 5G nha. Ngoài hình tổng thể đẹp 98 nha, đẹp 98. 8Z 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 850 nghìn nha, 4850. iPhone 12 64GB hàng Việt Nam nha, ngoại hình còn khá đẹp luôn. Ngoại hình khá đẹp, pin 88 nha mọi người. Màu này màu trắng. Màu trắng nha, giá bán là 8 triệu 650 nghìn. Tiếp theo là mình có một cái iPhone XS nha. XS này thì 256GB, giá bán của bên mình là 5 triệu 7 nha, 5 triệu 7. 256GB. Ngoại hình đẹp keng nha. Pin 92 luôn, pin cao nha, ngoại hình đẹp. iPhone 11. iPhone 11 nha, 64GB. Bản 2 SIM nè, bản này là bản 2 SIM vật lý luôn. Pin 100 luôn, máy thì còn khá đẹp, pin cao. 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8. Samsung A53 5G. A53 5G, bản RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB luôn, 256GB. Chạy nhẹ nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu 850 nghìn nha, 4 triệu 850 nghìn. Samsung Galaxy A23 RAM 6GB nha, A23 RAM 6GB. Giá bán là 3 triệu nha, ngoại hình đẹp. LG V60 Thin Q. V60 Thin Q nha. Ngoại hình đẹp, phiên bản Mỹ, V60 Thin Q, đẹp keng luôn. Đẹp keng luôn nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 450 nghìn nha, 3 triệu 450 nghìn. Samsung, con này siêu hiếm luôn nè, con này mới mua được lần đầu tiên luôn. M34 5G. M34 5G nha. RAM sẽ là 8 bộ nhớ trong 128GB, M34 5G, ngoại hình đẹp. Mặt lưng là còn dán nha mọi người, con này mặt lưng còn dán. Màn hình con này chắc là màn hình OLED nha. Hàng chính hãng. M34 5G này giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu nha, 5 triệu. Samsung Galaxy Z Flip 5, một con máy khá là đẹp luôn. Màu này là màu trắng nha mọi người. Màn hình con này thì nó vừa nó là khá là to rồi, màn hình sau này rất là to luôn. Z Flip 5. Đây, Galaxy Z Flip 5. Con này là bản hàng nha, bản hàng bây giờ cũng đã được hai SIM rồi, một vật lý và một eSIM. Cái này gấp lại thì màn hình ngoài nó khá là to luôn. Đây. Khá là to nha. Đây, có thể đọc thông báo rồi tất cả mọi thứ rất là ổn nha. RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 512GB nha, 512GB RAM 8GB. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 15 triệu nha, 15 triệu thôi, Z Flip 5. 15 triệu. Samsung Galaxy M33 5G nha, M353 5G thì hôm nay mình có về được một cây, cái này máy cũng máy mới luôn nha. Được bảo hành cho mọi người chính hãng là 12 tháng, RAM sẽ là 6 bộ nhớ trong 128GB nha. Bảo hành là Samsung nha mọi người, bảo hành chính hãng Samsung Việt Nam 12 tháng, RAM 6 128 nha. Giá bán là 3 triệu 850 nghìn thôi, 3 triệu 850 nghìn nha. Tiếp theo là iPhone 14 Pro Max, 14 Pro Max nha. Con này 128GB. Ngoại hình đẹp keng luôn. Đẹp keng luôn nha. Này hàng FPT 128GB pin 100. Ngoại hình đẹp keng nha mọi người, ngoại hình đẹp keng luôn, màu trắng 14 Pro Max nha.
14 Pro Max này thì giá bán của bên mình sẽ là 14 Pro Max 128GB pin 100. Giá bán của bên mình sẽ là 21.850.000 nha, pin 100, máy còn bảo hành nha, máy còn bảo hành, pin cao. Bóc nha. Vivo V23 5G full box luôn. Có đầy đủ phụ kiện zin hết nha. Này. Full box nha, đầy đủ phụ kiện zin V23 5G. Con này nó trầy nhẹ một vết nha, đây trầy nhẹ một xíu cái này thôi. Giá bán của bên mình là 4.250.000 thôi, 4250 V23 5G, RAM 8 128, chip Dimensity là 920 nha, Dimensity 920. Samsung Galaxy S20, con này hàng Việt Nam. Giá bán của bên mình là 5 triệu nha, S20 cộng, hàng Việt Nam nha. Màu đen. Hoa này cũng còn khá đẹp nha. 5 triệu. Vivo V25e. V25e 5G nha. V25e. V25e này thì máy đẹp, giá bán của bên mình là 3 triệu 8 nha, 3 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 11, con này RAM 4/64 nha, Note 11, RAM 4/64GB, màn hình OLED. Note 11 này thì giá bán của bên mình sẽ là 2.500.000 nha, Note 11, 4/64, 2.500. Realme 7 nha mọi người, con này nó nứt nhẹ kính cam một xíu thôi, không ảnh hưởng gì nha, RAM tới 8GB luôn, Realme 7. Giá cực kỳ tốt, chỉ 2 triệu thôi nha. 2 triệu thôi, sở hữu được con Realme 7 RAM 8GB. Màn hình Full HD, pin trâu nha, camera ổn định bình thường, đẹp luôn. Nha. Đây, camera rất là đẹp nha. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Con này bản Mỹ nha, phiên bản Mỹ. Phiên bản Mỹ thì sẽ là 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Note 20 Ultra 5G. RAM sẽ là 12/128 nha, phiên bản Mỹ. Phiên bản Mỹ này đẹp keng 99 nha, còn siêu viền luôn, khá là đẹp. Giá bán là 8.3 triệu nha, Note 20 Ultra bản Mỹ. Oppo Reno 7Z 5G, ngoại hình đẹp keng nha, 7Z 5G. Giá bán của bên mình là 4.2 triệu nha, đây 7Z 5G, chip 695 5G, RAM 8/128 nha. Samsung M53 5G, ngoại hình đẹp keng nha, ngoại hình hơi trầy chứ, con này hơi trầy nhẹ, M53 5G nha, hơi trầy tí, hơi trầy sườn xíu. M53 5G, RAM 8/256, giá bán là 4.500.000 nha, 4.500.000. Vivo V21 5G, V21 5G, ngoại hình còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha, V21 5G, 3 triệu. Samsung Galaxy A32, A32 nha. A32 này thì còn khá tương đối đẹp nha, A32. A32 này giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu 9 nha, Samsung A32. iPhone 7 lớp 32GB. Con này 8 lớp chứ, iPhone 8 lớp 32GB, ngoại hình đẹp nha. 8 lớp. 8 lớp này giá bán của bên mình là 3.4 triệu. 3.4 triệu. iPhone 7 lớp nha, 32GB, máy đẹp. 2.5 triệu nha, 7 lớp, 32GB, máy đẹp. Oppo Reno 7 nha, Reno 7, phiên bản 4G, ngoại hình đẹp keng nha, Reno 7. Reno 7 này thì giá bán của bên mình sẽ là Reno 7, 3.9 triệu nha, 3.9 triệu. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Bên mình thì có nhận mua bán giao lưu trao đổi hết nha. Anh em có nhu cầu mà không muốn bán điện thoại cứ lên đời thì xách máy qua bên mình sẽ định giá cho mọi người với giá cực kỳ ok luôn. Để cho mọi người lên đời máy cho dễ nha. Bên mình cũng nhận thâu mua điện thoại giá cao luôn. Rồi, anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.